Xin chào quý anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Mình là Hoàng đây. Và hôm nay sẽ là chương trình Q&A số thứ 36 rồi đấy anh em ạ. Khá là nhiều đấy. Hiện tại thì mình đang có một chút thay đổi về góc. Hôm nay dừng đổi cái bàn ở đây, thế là mình ngồi đây luôn anh em nhá. Ok, hãy bắt đầu bằng câu hỏi đầu tiên đi của bạn Tuấn. Bạn Tuấn thì bạn hỏi là cái con router này có giá bao nhiêu? Bạn ấy đang hỏi là chiếc router RT-AX1800HP của Asus thì em này hiện tại đang có mức giá là 1.299.000 bạn nhá. Con router này thực sự mình đánh giá cũng khá là tốt về hiệu năng đấy. Và chất lượng nó thì cũng khá là ok. Hiệu năng thì cũng rất là ổn trong tầm giá của nó. Bạn có thể check xem cái em đấy có ngon không nhá. Rồi tiếp theo của bạn là bạn tên là Lỗ Đen Phương, Black Hole Phương. Thì bạn hỏi là bạn ấy có một chiếc Z370 Gaming M5, rất thích main này, nâng cấp không muốn đổi. Và con main này thì dùng được 2 VGA luôn. Vậy thì nâng cấp max là dùng loại nào? Thì cái con main của bạn ấy, nếu mà bây giờ bạn muốn nâng cấp mà không muốn đổi main ấy, thì bạn có thể chơi được lên maximum là i9 9900K cho mình nhá. Em này thì cố gắng bạn nâng cấp đầu tiên là BIOS cho mình để có thể cắm được những chiếc CPU mới nhất. Còn cái ý mà bạn bây giờ bạn muốn nâng cấp cắm cả mình đúng không? Mà bạn muốn cắm hai cả mình đúng không? Mình khuyên rằng bạn không nên. Bởi vì bây giờ ấy, thì sự hỗ trợ cho SLI với cả các kiểu của bên Crossfire của AMD không còn tốt nữa rồi, cho nên là bạn hãy chỉ dùng một cả thôi nhá. Chiếc cả tốt nhất mình nghĩ rằng có thể chạy với cả bộ i9 9900K thì chắc là khoảng tầm 3070 Ti đi, hoặc là nếu mà bạn ngầu cực kỳ thì bạn chơi 4070 nhá. Đấy á, tầm đấy là ok rồi. Tiếp theo câu hỏi thứ ba của bạn Hưng Lê. Bạn Hưng Lê hỏi là cả cây này dựng được cả không xốp. Thì bạn đã hỏi trong cái video setup chẳng nhất các bạn ạ. Thì con cây nào cũng dựng được card bạn nhá. Nhưng đầu tiên bạn phải check cho mình là, đầu tiên nếu bạn muốn dựng card này thì bạn phải mua một cái bộ dựng của Cooler Master hoặc là của Lily hay là rất nhiều hãng khác nhau. Thứ hai nữa là bạn xem là nếu mà dựng card lên thì chiếc cây của anh em có chứa đủ cho chiếc card mình của mình không. Bởi vì nhiều card khi mà dựng lên ấy, bởi vì nó còn phải tính cả cái khoảng cách cho chiếc dựng card nó ấy, cho nên nó bị dài hơn một đoạn nữa. Nên là bạn phải check xem cây của bạn có dựng được không nhá. Tùy vào card, tùy vào cái dựng card và tùy vào cái kích cỡ của cái bọc này nha, bạn Lê nha. Ok, câu hỏi thứ tư của bạn Phúc Lê. Thì bạn Lê ấy, cho mình hỏi là tấm nền VA có phải là kém bền nhất trong tất cả các loại tấm nền màn hình đúng không? Thì mỗi tấm nền có một cái điểm mạnh khác nhau và tuổi thọ thì còn tùy thuộc khá là nhiều vào yếu tố nữa. Thường nó sẽ dựa vào cái màu tấm nền, tức là cái độ sáng tấm nền. Ví dụ như anh em để màn hình sáng luôn để ở mức 100%, kiểu ví dụ 250 nit, 300 nit ấy, thì nó sẽ dễ chết hơn là những cái tấm nền luôn để ở mức khoảng tầm 100 nit, 150 nit mà thôi. Thế và nhưng mà theo như mình xem bài test của bên Rting ấy, thì họ nhận thấy rằng là IPS với cả OLED mới là cái tấm nền nhanh bị burn in hơn, tấm nền dễ bị đè hình hơn là tấm nền VA. Tấm nền VA lại là tấm nền sống lâu hơn cơ. Đấy, nên là bạn thử check xem như nào nhá. Thường thì mình nghĩ rằng là VA cũng khá tốt, bởi vì là VA là tấm nền được sử dụng khá là nhiều trong công nghệ màn hình. Mà công nghệ màn hình thì anh em biết rồi đấy, nó để phục vụ cho cái mục đích là to, mạnh, sáng và lâu dài mà nhá. Ok, tiếp theo câu hỏi của bạn Nguyên Hồng. Ok, bạn Nguyên Hồng nhá. Bạn ý hỏi là bên Hacom còn nhập 3060Ti với cả 3070. Mình thấy 3060Ti thì còn một vài con và 3070 thì clear rồi. Câu trả lời của mình nhé. Cái vấn đề về hàng ấy nó tùy thuộc rất nhiều vào cái thứ nhất là cái nguồn hàng của hãng. Thứ hai đó chính là cái nhu cầu của các bạn. Nguồn hàng của hãng không còn nhiều thì chúng mình sẽ không nhập. Nhu cầu của các bạn không cao thì chúng mình cũng không nhập nữa. Thực sự bây giờ thì nếu mà với 3060Ti hoặc là 3070 thì mình nghĩ rằng bạn nên mua cũ. Còn nếu mà bạn không muốn mua cũ ấy, mà bạn muốn đảm bảo về cái chất lượng và đồng thời về giá tiền ấy, thì bạn có thể qua Hacom, bởi vì 3060Ti bây giờ mức giá cũng đã giảm đi khá rồi đó. Rồi, tiếp theo câu hỏi của bạn Bọt Soda. Bạn ấy hỏi là con main trong video khác gì con main tube, mình nên chọn con main nào? À, bạn đang hỏi là trong setup cháu nhất là cái dùng con Z690A thì phải, của ROGA. Thì mình trả lời là con main ROGA có VRM xịn hơn rất là, không phải xịn hơn rất là nhiều mà có một cái VRM xịn hơn với cả tube Z690 nha bạn nhá. Nếu mà bạn chọn ấy thì chiếc tube vẫn là một chiếc tốt trong tầm giá tiền. Nhưng nếu bạn có dư tiền, có nhiều tiền và đang có nhu cầu mua một bộ máy tính trắng thì chiếc ROG Z690A là một chiếc cực kỳ là tốt. Và nếu bạn như thế thì bạn nên chọn chiếc A nhá, chiếc ROG A ấy. Đấy, còn đấy thì xịn vô cùng. Và câu hỏi cuối cùng của bạn Mesrole, bảo là soft chạy trên máy tính 60 phút mà vẫn chưa ra kết quả.
Mình đâu không biết là bạn đang nói về soft gì. Nếu mà soft render ấy thì có một số soft phần mềm render nó sẽ cho chạy vô cùng luôn, ví dụ chẳng như là Fermax nó sẽ chạy vô cùng, chạy đến tận dương vô cùng đến khi nào anh em tắt đi mà thôi. Có một số phần mềm như thế, còn có một số phần mềm thì cho phép limit hoặc là cho phép kiểu để chạy kiểu vô cực vô tận luôn ấy. Chẳng hạn như là theo như mình nhớ thì chúng ta có cái loop ở cái Blender, hoặc là chúng ta có thể loop hoặc là set cái thời gian custom ở trên Cinebench ấy. Còn nếu mà nói về soft mà kiểu ví dụ như là bạn đang dùng Adobe Premiere hay là dùng Blender để render một cái phần mềm gì đấy, hay là một cái gọi là video hay là một cái hình gì đấy, thì khả năng cao do cấu hình của bạn quá thấp, thế nên là thời gian render rất là lâu, và theo như bạn nói đây là 60 phút vẫn chưa ra kết quả. Nếu như thế thì bạn có thể nâng cấp máy tính của bạn lên nhá, lên một cái cấu hình cao hơn. Thường thì với những cái phần mềm như thế nó sẽ dựa khá nhiều vào card màn hình và cả CPU lẫn cả màn hình ấy, nhưng mà tùy xem nhá. Có những phần mềm hỗ trợ CUDA, có những phần mềm chỉ hỗ trợ CPU thôi, thì bạn check xem như nào để có thể build được cái bộ máy đúng theo mình. Hãy lên thử Puget Band để xem là cái mức cấu hình tốt cho cái phần mềm của bạn là như nào nhá. Và đó là câu hỏi cho gọi là cho Q&A thứ 36, 7 câu hỏi. Và chương trình này sẽ được phát sóng vào lúc 7 rưỡi thứ 7 và sẽ có tổng cộng 7 câu hỏi anh em nhé. Nếu mà anh em muốn hỏi bất kỳ về cái vấn đề gì, hỏi bất kỳ thứ gì liên quan tới máy tính, về liên quan tới gaming hay là về liên quan tới setup ý, thì có thể hỏi ở dưới comment của video này để chúng mình có thể dễ dàng tổng hợp. Còn các câu hỏi khác ở các khu vực khác thì chúng mình sẽ vẫn cho vào thôi, nhưng mà ở đây thì là dễ tổng hợp nhất các bạn nhá. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại được anh em ở video sau.